Hello các bạn, bữa nay mình sẽ làm món bánh bột chiên trứng. Vậy mình sẽ chỉ các bạn mình làm sao. Cái này là miếng bột mình mua ở chợ ở Việt Nam á, nó có nhiều hiệu lắm nhưng mà mình thích mua cái hiệu này. Vậy bây giờ mình sẽ cắt ra từng miếng. Một miếng bột chiên mình cắt ra một nửa, và sau một nửa đó đó mình cắt ra một nửa nửa nửa, xong cái mình cắt ra nửa thì nói chung là nửa miếng đó mình cắt làm 4 miếng. Đó, làm 4 miếng xong bây giờ mình sẽ cắt ra từng miếng nha, nhỏ nhỏ đó, và một nửa đó mình mới cắt ra hết nữa nè. Thì mỗi bên đó mình cứ cắt nửa ra, thì nửa không nửa miếng đây mình cắt làm 8 miếng, một miếng là nó cứ bằng vậy nè. Còn nói chung mình cắt càng nhỏ thì mình chiên nó càng mất công, nó càng tốn công. Còn nếu mà các bạn nào mà lười ấy, mình có thể mình để miếng này mình cắt ngang như một miếng bự bự cũng được, giống như điểm sắm bên ngoài á. Nhưng mà mình mới cắt xong cái này chỉ có là nửa miếng đó thôi đó, và xong mình bỏ xì dầu vô. Xì dầu mình chỉ bỏ chút xíu, không bỏ nhiều, xong mình cứ rắc lắc lên vậy nè, lắc lên cho cái xì dầu nó đều á, vậy vậy thôi. Xong cái mình bỏ một chảo mình chiên. Ok, mình bây giờ bắt đầu chiên bột chiên. Thì ở đây là mình có cái này là bột chiên, hồi nãy mình bỏ xì dầu vô đó, mình lắc đều lên rồi. Còn đây 2 trái trứng thì mình có nêm nếm chút xíu nước mắm với lại tiêu, đây hành lá cắt sẵn ra. Bây giờ mình bỏ dầu vô chảo này, cho mình chờ chảo nóng lên thôi. Đó, bây giờ mình bỏ bột vô mình chiên này. Trong đây mình chiên 9 miếng cho một đủ một phần người ăn thôi. Vậy lửa từ 1 tới số 9 mình để số 5. Đừng có mở lớn quá nha. Mở lớn quá nhiều khi bên ngoài nó giòn hỏa cháy, bên trong vẫn còn cứng hoặc lạnh đó. Mình cứ để lửa số 4, số 5 thôi. Đó, bây giờ mình chiên được 2 phút rồi. Mình coi đây, nó được chưa, mình lật nó. Nó thấy được kìa. Bây giờ mình cứ lật đi. Mình đã lật hết lại rồi, xong bây giờ mình đậy nắp lại. Cứ để vậy chiên khoảng chừng 2 phút mà cứ lật mặt đều vậy hết. Đó, bây giờ mình chiên hết cái mặt đều hết rồi, bây giờ mình đổ trứng vô. Bỏ hành lá lên. Mình làm là 2 trái trứng, còn nếu mà bạn không thích ăn trứng nhiều thì bỏ 1 trái trứng thôi, hoặc là hành cũng vậy, thích ăn nhiều bỏ nhiều. Chiên khi nào có trứng ở trên 2 trái trứng thì mình lật cái mặt qua đó, mình mới lật qua rồi đó. Giờ mình chờ cho mặt bên kia nó chín. Đây là cách mình pha nước chấm để ăn bột chiên nha. Đây là mình có đường nè, để có giấm, để có xì dầu. Ở đây mình xài là 1 đường, 1 giấm, lại 2 xì dầu. Thì giấm mình xài lại giấm nào cũng được hết, nhưng mà mình thì mình sẽ xài cái hiệu này của Nhật nè. Còn xì dầu thì xài xì dầu nào cũng được, thì mình có xì dầu này thì mình xài xì dầu này. Đây là đường thì mình xài cái này là 1 muỗng tablespoon nè, bạn thấy không, 1 tablespoon. Mình xài 1 đường. Vậy xong thì mình quậy đều lên thôi. Cái này là cho một người ăn, còn nếu các bạn làm nhiều thì cứ nhân lên. Đó, bây giờ mình làm xong nè. Đó, bánh bột chiên trứng bên ngoài giòn giòn, bên trong mềm, nó có trứng, có hành lá. Còn đây là nè, xì dầu, ớt với lại giấm chua chua ngọt ngọt, lại đường nữa, chua chua ngọt ngọt đó, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem nha. Nếu các bạn thích thì nhớ click like với lại subscribe cho mình. Cảm ơn các bạn. Bye bye.